Thưa quý vị và các bạn, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, công tác dân vận ở huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm hay sáng tạo, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, góp phần đưa Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ đầu năm đến nay, huyện Thoại Sơn đã xây dựng và triển khai thực hiện 324 mô hình dân vận khéo ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, ngành huyện có 40 mô hình, các xã thị trấn 284 mô hình. Có thể thấy, các mô hình dân vận khéo luôn gắn với nâng cao đời sống, giải quyết lợi ích thiết thực của nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận toàn xã hội, tập hợp, đồng viên, đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Những cái mô hình mà các năm trước cũng đã duy trì đến thời điểm này thì hàng năm đều năng chắc. Thứ hai nữa thì huyện cũng đã vận động để tham gia tích cực những mô hình mới. Thì năm nay thì có mấy cái mô hình mới, trong đó là vận động cái bảo hiểm y tế đối với các hộ dân là tham gia tích cực. Cái thứ hai nữa là tuyến đường qua. Còn ngoài ra thì nó có duy trì những cái mô hình cũ cũng như là cái mô hình mà bếp ăn từ thiện, rồi cái mô hình là cựu chiến binh gương mẫu, rồi cây chuối nghĩa tình, là rất là nhiều mô hình. Đó. Rồi mô hình là camera giám sát coi như là để mà giúp cho cái an ninh trật tự trên địa bàn nó đảm bảo trong vấn đề cái tham gia giao thông cũng như là tệ nạn xã hội. Thì đối với địa phương là rất là quan tâm vấn đề này. Điển hình như mô hình vận động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã vận động gần 18 tỷ đồng, nâng tổng nguồn quỹ đến nay trên 19 tỷ đồng. Đặc biệt trong đêm văn nghệ tri ân những tấm lòng vàng đồng hành cùng huyện Thoại Sơn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ban tổ chức đã tiếp nhận sự đóng góp với tổng số tiền gần 36 tỷ đồng. Các nguồn quỹ này được dùng để thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Trong phong trào thi đua dân vận khéo, huyện Thoại Sơn đã phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức, chung lòng, đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới, nhất là những tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn. Những năm trước đây, đoạn đường bờ Tây núi chốc Năng Gù ở ấp Sơn Thành, xã Vọng Đông, cỏ dại mọc nhiều, vệ sinh môi trường chưa được nhiều người dân nơi đây quan tâm thực hiện, từ đó dễ phát sinh dịch bệnh. Từ khi triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, mặt trận, các hội, đoàn thể xã cùng thành viên ấp tổ chức các buổi họp dân trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau thực hiện tốt chỉ tiêu về môi trường và được sự đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, đoạn đường bờ Tây núi chốc Năng Gù đã được trồng hoa, cây xanh rực rỡ sắc màu, tạo cảm giác thư thái, bình yên. Cùng với đó, người dân cũng ý thức hơn trong việc vệ sinh môi trường quanh khu vực mình sinh sống. Bây giờ rác thì lúc trước đây đâu chưa có vận động, chưa biết là cái tác hại cái môi trường như thế nào, cứ vô bọc quăng xong. Vì sau khi này mà nhờ là chính quyền địa phương vận động, rồi là rác có phải để vô có hố rồi mình để đốt, hoặc là những cái rác mà nông nghiệp thì mình để bán cho phế liệu. Ai cũng người nào cũng làm gì hết, ra không có hạn chế cái vụ mà quăng xong bừa bãi như trước đây nữa. Khuyến khích trồng hoa thì về phía chính quyền địa phương thì mới đầu thì dân người ta nói trời ơi dùng đường xá mà trồng hoa làm cái gì, nhưng mà sau khi người ta suy nghĩ được á, người ta ủng hộ, người ta nói trồng gì là thấy cái làng kia người ta trồng thấy đẹp thì ở nông thôn mình trồng gì là thấy phù hợp với mấy nơi khác mà nó đẹp nữa. Thì từ đó người ta thấy được người này trồng với thấy người kia trồng, mới là những hộ mà người ta chưa trồng người ta không đồng tình, mà sau này người ta thấy hai bên ta trồng hết thì người ta cũng làm theo. Đường mới trồng qua nữa thì xanh sạch đẹp thì dân người ta khoái. Mặt trận và đoàn thể vẫn tiếp tục thực hiện cái công việc tuyên truyền. Thời gian lâu dài thì cái quan điểm của đảng ủy, ủy ban là phải làm sao tạo cái ý thức cho bà con nhân dân tự có cái ý thức tự giác trong cái việc mà tự vệ sinh xung quanh nhà cửa cũng như là vệ sinh trên các tuyến đường, rồi tự tạo cái trồng hoa để tạo cảnh quan môi trường. Cũng góp phần rất lớn trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thoại Giang,
Với mô hình dân vận khéo, ốc toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đã và đang góp phần cùng chính quyền địa phương duy trì, nâng chất chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong xây dựng và nâng chất nông thôn mới. Đến nay, ấp Bắc Thạnh đã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, ba ấp còn lại, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 92 đến trên 95%. Để đạt kết quả này, trước khi tiến hành vận động, đoàn sẽ cập nhật, rà soát lại danh sách những người đã tham gia bảo hiểm y tế, chưa tham gia hoặc đáo hạn để có cách thức vận động phù hợp. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế là không chỉ giúp chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho chính mình mà còn là sự chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Ở xã có cho nhân viên đến nhà để mà thông báo vấn đề mà mua bảo hiểm của nhà nước đưa ra đó, có lợi cho mình, rồi ấp cũng có để đến nữa. Bảo hiểm y tế thì mình mua sau mình đi bệnh viện có đau ốm thì vô chổng người ta cũng có hỗ trợ cho mình mấy bao nhiêu phần trăm đó. Thì mình cũng dễ bề cho nông dân, mình dễ đóng tiền hoặc là dễ lo. Hiện nay là nông dân giờ đa số người ta mua hết rồi. Xã thì cũng giao cho đại lý và cộng tác viên để mà theo dõi, rà soát, cập nhật những hộ dân mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì chúng ta tiến hành vận động. Còn những hộ nào đã tham gia rồi thì chúng ta có theo sổ, theo dõi để mà khi hết hạn thì chúng ta tiếp tục vận động để mà tham gia liên tục, không có để là chúng ta trễ hạn bảo hiểm y tế. Ở ngoài ra đó thì cũng tham mưu với ban thường vụ đảng ủy thì cũng xây những cái kế hoạch cũng như là chỉ đạo cho cán bộ đảng viên cũng như là gia đình của cán bộ đảng viên, hội viên thì phải là tích cực tham gia vào cái công tác là vận động người thân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Còn rất nhiều mô hình dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đó là mô hình tổ đội tình nguyện thi công cầu đường gắn với mô hình vận động xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn, mô hình vận động các loại quỹ xã hội từ thiện xây dựng nhà hộ nghèo, mô hình xã hội hóa quỹ khuyến học khuyến tài, dân vận khéo trong tiếp nhận và trả kết quả, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, vân vân. Qua đó đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018. Thì năm nay đối với Thoại Sơn thì nó có mấy cái nổi bật. Cái thứ nhất thì huyện cũng đã được cái trung ương công nhận cái huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong cái năm 2019 thì theo nghị quyết huyện ủy đề ra thì hiện nay là có 3 trên 14 xã, là trong đó là Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú và Thọ Giang phấn đấu đây để cuối năm sẽ đạt cái nông thôn mới nâng cao đối với huyện Thoại Sơn. Còn các xã còn lại thì tiếp theo những năm tiếp theo để thực hiện cái vấn đề này. Là muốn đạt được cái ba cái xã này về cái nông thôn mới nâng cao thì cái trước tiên thì đối với chỗ ban dặn cũng tham mưu cho huyện ủy có kế hoạch cụ thể để mà tham gia cùng với địa phương để mà vận động tuyên truyền với mọi người dân là tích cực trong vấn đề là thực hiện các cái tiêu chí về nâng cao. Cái thứ hai nữa là tham gia thực hiện các cái mô hình dân vận khéo, trong đó là cái mô hình phát triển về kinh tế cũng như văn hóa xã hội, rồi vấn đề là an ninh quốc phòng cũng như là cái chính trị của địa phương để làm sao cùng với địa phương là tích cực vận động đạt các cái chỉ tiêu cũng như là vấn đề là thực hiện cái mục tiêu mà nghị quyết huyện ủy đề ra là ba xã để nâng cao trong cái thời gian tới. Phong trào thi đua dân vận khéo ở huyện Thoại Sơn đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong nhân dân, huy động có hiệu quả nội lực của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến đây, chuyên đề dân vận khéo kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.